Thùy Nhung xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, với bao thăng trầm từ công việc đến gia đình, nhất là sống tại hải ngoại, chúng ta đôi khi bận rộn đến mức quên đi cả bản thân mình, mà như vậy thì không tốt đâu nha thưa quý vị. Nhất là với quý bà, quý cô, khi chúng ta làm việc nhiều, thiếu ngủ, thiếu ăn, rồi không có một cái schedule điều độ, thì làn da của mình sẽ có bị khô, rồi không có được hồng hào nữa. Mà phụ nữ thường lại hay dễ mặc cảm nếu như da của mình có vấn đề. Thùy Nhung có thường thấy là phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, khi lớn tuổi da thường hay bị đồi mồi hoặc nghiêm trọng hơn là bị nám. Thùy Nhung xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả một bộ dược mỹ phẩm có tên gọi là EV Princess, chuyên chữa trị nám và những làn da bị hư do bị cháy nắng hay là có những cái triệu chứng bị tàn nhang, đồi mồi, thậm chí là bị thẹo do mụn để lại. Bảo đảm với quý vị, sau khi sử dụng bộ dược mỹ phẩm EV Princess này, những đốm đen sẽ dần biến mất và trả lại cho quý vị một cái làn da mỏng, trắng mịn, hồng hào trong một thời gian ngắn. Bộ sản phẩm bao gồm 7 loại, nếu được quý vị sử dụng đúng theo hướng dẫn hàng ngày thì sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho quý vị. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần đi theo những cái thứ tự căn bản như là: thứ nhất thì quý vị sẽ rửa mặt cùng với sản phẩm EV Princess Facial Treatment Cleansing Solution. Đây là xà bông rửa mặt bằng nước rất có hiệu quả, dùng để rửa đi những lớp kem, những lớp phấn trang điểm hàng ngày mà chúng ta thoa lên mặt, và nó cũng có tác dụng làm sạch những bụi bẩn bám trên da của chúng ta. Thưa quý vị, bước thứ hai là quý vị sử dụng EV Princess Facial Treatment Clear Solution. Với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng như là nước hoa hồng, được bào chế đặc biệt rất hữu hiệu trong việc tẩy và làm biến đi những chất dầu dư thừa trên mặt. Ngoài ra nó còn làm cho da mặt của chúng ta được trở nên mềm mại và có tác dụng làm kín lỗ chân lông. Tiếp sau đó thì chúng ta sử dụng kem dưỡng da ban ngày và đêm EV Princess Extra Whitening Day and Night Cream. Sản phẩm được bào chế đặc biệt giàu chất protein, elastin, anti-aging sẽ giữ cho làn da của chúng ta trẻ đẹp, mềm mại và tươi mát. Vâng thưa quý vị, và sau khi đã làm đầy đủ các bước dưỡng da căn bản rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến việc là chữa trị làn da. Quý vị sẽ sử dụng sản phẩm EV Princess Express Peeling. Kem có chứa những cái chất dược thảo như là trái cây tươi, thảo mộc tươi. Kem này sẽ làm bóng và tẩy đi các vết nám, vết đốm đen trên da mặt của chúng ta, thậm chí là những vết đồi mồi, tàn nhang hay là bị vàng da và những cái chỗ da không đồng đều màu trên mặt của bạn. Loại kem này sẽ giúp cho da của chúng ta được trắng và đều màu hơn. Sau khi lột tẩy đi những tế bào chết làm hư hại da thì chúng ta lại cần sử dụng EV Princess Cell Treatment Cream để nuôi dưỡng tế bào da mới, giúp phục hồi các tế bào da bị hư hoại, làm cho các tế bào da được khỏe mạnh lên, giúp cho làn da ngày thêm một mịn màng và hồng hào. Cuối cùng, các quý bà, quý cô nên tập một cái thói quen là sử dụng kem chống nắng trước khi ra đường. Sản phẩm kem chống nắng của EV Princess có chất chống nắng SPF 100, có tác dụng bảo vệ da chống lại tia UVA và UVB nguy hiểm từ ánh nắng mặt trời và hơi nóng. Với bộ sản phẩm chống lão hóa da và chữa trị chăm sóc da của EV Princess, quý vị và các bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi và đem lại nét mặt, làn da tươi trẻ đáng kinh ngạc không ngờ. Quý vị ơi, làn da phụ nữ nói lên tuổi tác của chính mình, do vậy quý vị hãy giữ gìn làn da đẹp của mình nhé. Thùy Nhung xin chúc cho quý bà quý cô sẽ tìm lại được nét đẹp thanh xuân, tươi trẻ ngay sau khi sử dụng bộ mỹ phẩm EV Princess. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.